Chúng ta sẽ thử sức với một người con gái khi dắt lên cái thang các bạn, rồi coi thử đó nó dễ hay khó nha. Đây. Một người phụ nữ mà dắt lên cũng được, không lẽ một anh thanh niên dắt không được các bạn. Thắng nha, coi chừng thắng nha, thắng nha. Tay trái thắng, tay phải lên coi. Mấy bà phụ nữ chân yếu tay mềm các bạn. Đấy. Chân yếu tay mềm mà lên còn được, mà các bạn thanh niên mà lên không được nữa thì xin thua luôn nha. Rồi, anh em có nhu cầu thang nhôm các bạn liên hệ với mình. Bây giờ mình sẽ thử lên bằng một thang cho các bạn coi nha, lên thử bằng một thang.